chặt là 5 ký luôn đi. Tao tám tám lạng rồi, tao chưa xong gì. Chặt được em. Chứ còn dạ, mấy bốn lạng đó mà. Mấy miếng sáu là được rồi. Cái này gần 9 lạng anh ơi. Rồi cái làm 5 mày bằng dùm. Xe cộ của ai bà con ơi? 2,7 này. Cho em mấy ông miếng 4 lạng nữa. Cho nữa, cái xe. Để nguyên. Câu cáo rồi này. 2,7 cái này 3 ha. Cho em 4 lạng nó xíu đó chị. 3 lạng cái 5,2. Để đẹp nha. Để nguyên luôn phải không? Hãy là các bạn, chào mừng các bạn đến với video tiếp theo của mình. Và hiện tại mình đang ở sàn heo quay của Kỳ Bay các bạn. Địa chỉ 169 Phạm Văn Thứ, phường 4, quận 6 nha các bạn. Đó, quá trời luôn. Khách đông vui tấp nập các bạn. 103. 3 lạng ngay thì không chặt. 207 nè. 103 là 400 nè, 102 là 502. Bán cho 100 chặt giùm. Rồi chị Tâm đang soạn hàng lên. Bán nửa ký đi chị ơi. 202. Lấy nửa ký ba giỏi đi. Cái này 100 ngàn giá. Chị nửa ký chắc nhỏ giùm em. Cái nửa ký để nguyên. Nửa ký nguyên. Cái nửa ký chắc nhỏ. Bán dùm 100 ngàn chặt. Anh ơi, mấy mai còn phải loại mỏng thử có căng 700 ngàn á. Nửa nguyên, nửa chặt. Đây, bánh mì tới bên lưng, bên sau lưng luôn. Chị Mai, có lộn, chị Tâm soạn hàng lên tiếp. Rồi, còn cầm đây nè, chưa có ai vô. Nó đông quá. Không có, thôi. Mày cầm cái chân tay. Ở đây cầm chân tay đó, nó lấy mấy con trăm ngàn cái phiếu lấy nặng. Chắc sáu à. Đầy đủ ha. 700 gram. Ừ, 700 gram. Xong rồi 100 ngàn chặt của chú. Trời trời, chưa chú con. Đúng rồi nha, đừng có dư nha, dư luôn lấy rồi. Dư đổ dư là không dám dư cho má. 100 ngàn có thiếu được lấy nạc cái đồng. 800 gram cộng 5 đi. 22 chị ơi. Trăm ngàn ba đậu chặt cho chú. Trời ơi, với lại nửa ký chặt luôn. Nào nè, trăm ngàn ba đậu chặt cho chú đó, giờ nửa ký chặt ngoài đây luôn. Bánh mì qua đây nè cô. Đứng vòng qua đây. Bánh mì bên tay phải luôn, chờ chút xíu nha bà con. Rồi. Cái này trăm ngàn chặt. Rồi, nửa ký chặt luôn ngoài xe cho ba cái. Rồi, thấy rồi, chị chạy. Cho hai bánh bao ngoài xe cái luôn chị Lam. Đưa ngoài xe lấy tiền. Bánh bao đây đây. Chặt cho mấy cái này nha. Miếng chỉ. 800 chia 5. Cầm tiền đi chú. Con lên đồ con có cầm. Đó, ba gọi nạc là giá là 320 nha các bạn. Đó, đây. Đó, ba gọi phở là 200, sườn đùi xá xíu là 300, giò 150, móng 120. Bánh mì 15k một ổ các bạn, thêm kêu thêm tính tiền thêm. Ba lạng chặt luôn. Wow, đây nè các bạn. Dạ má, bánh mì đợi tí chị em qua chị. Đây rồi nha. Trăm ba rọi 50 xá xíu ha anh ơi. Đúng rồi. Chặt chung luôn. Đúng rồi. Trăm ba rọi 50 xá xíu. Giờ ăn bên kia nãy là 1 ký ba rọi bên kia kêu rồi đã nguyên hay gì đó. Rồi 100 này. Bánh mì không hay thịt? Dạ không. Không 4 ổ 10 ngàn. Cho 4 ổ không luôn. 101. Ở trời, còn cầm chưa sao? Chưa bắt đầu. Đâu chặt ở bên kia 100 ngàn đâu. Tấm nha chị gái. Bánh mì bên tay phải luôn bà con ơi. Dạ ơi, chặt cái này cái này ba cái ổ phải không? Dạ cái này 100 ngàn ba gọi của em phải không? Đúng rồi, chặt đó chị. Nè. Có hai ổ rồi. Chưa 101 đó, tổng cộng. Chị. Chặt cái 700 ngàn ba gọi của em cái này đi. Cái này có sườn không chị? Có sườn, bữa nay đó là sườn sườn đó. Dạ.
cho em được 150 của anh trai. Nè lấy miếng này là chị 700 gram. Chị mấy ổ? Rồi hai ổ, rồi hai ổ. Rồi hai ổ, lấy đầy đủ hai ổ, không lấy giống dương ổ mà. Lấy bên chợ. Ừ. 700. Chà không cô, không không để nguyên miếng. Cho không rồi. Cho 220 đi cô. Okay. Cái gì chú? 100.000 chặt hay để nguyên. Rồi chú nào mua sườn đâu? Đây 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 cho 800 nguyên là sao? Alo. 100.000 chặt cho chú nè. Để nguyên, cho chú. Rồi rồi. Ha. Bên nào gì ơi? Bên này. Rồi 220 hả? Cái này 220 không? Đúng nha chị. Hai ổ đầy đủ ha. 700 gram. Sắt rồi 220. Các chai gặp luôn đi em gái. Nó nghe là lấy gì không lấy gì nó lần một không nha chú. Dạ không. Lấy dương là đầy đủ không? Đầy đủ đầy đủ. 188 à. Đường non 188. Nhiêu em? 188. Rồi. Rồi 45. Rồi có tiền. Bánh mì. Nửa khí không quay lấy mỡ đi. 100 ngàn cặp cho chú, rồi 100 ngàn để nguyên cho em gái này. Cặp chân mấy con ký chơi nè. Nghĩ cầm tiền nghe chị, để em bán chú. 30 chú ơi. Chú mua gì lấy mỡ? Cho lấy mỡ đi hả? 105. Để nhiều á. Nhiều đi. Để nguyên hả chú ơi? Để nguyên hả chặt đó chú? Nguyên. Rồi cho 53. Rồi cho một mì luôn. Rồi nồi 7, nồi 7. Tính theo. Còn còn không? Bán ký nạc con nha. Đây nè, chất lên hết mớ nè. Bán ký nạc con. Ký nạc cảm ơn. Chặt không, để nguyên miếng nha. 8. 350 đi chú. Chú ổn mày thịt đó không? Nửa ký ba loại. 8 lạng để nguyên lấy nạc luôn. 103 của ai đây? Đây. Rồi cho ổ bánh mì luôn nha. Rồi. Bánh mì thật quá không? Các bạn. Sau lưng mình nữa các bạn. Này dì Bảy ghé để coi xem chúng ta cùng cho xem dì Bảy lấy bao nhiêu ký nha các bạn. Hello dì Bảy. Nửa ký bà rậu chặt cho chú này luôn. Chặt luôn không chú ơi. Thôi thôi chặt. Không. Hết sườn với lại chở đồ thôi. Ê xuống này. Chặn 106. Của con 40. Nửa ký chặt hả? Rồi. Em ơi, em chỉ cái giò nè. Cái giò này 150 chị. 1 ký bằng 150. 1 cái thì trả lời ký rồi. Tăng mới lấy chị. Cho 400 ra rồi. Tôi cho chị 1 cái này đi. 400 chặt không? Không. Chị cho em lên lòng khác. Ở trạm quay của chị Mai là chị có một mình chị Bảy, là chị Bảy là mới có đủ mới được thẩm quyền là vào lấy heo quay thôi các bạn. Cần cái giàu rồi. Chị Bảy mua rất là nhiều nên là vào chị Bảy chọn luôn. Giá đâu chị đi? 130. Nhiều. Của chị 106. Chuẩn bị ra tới đi chợ đi Bảy, ăn sáng đi quay lại ha. Cà phê, hủ tiếu đồ đi Bảy. Xe chở nhà. Xe chở nhà.
2 giờ bảo quyết giờ này 2 giờ quyết. Lấy em chặt nghe nha. Ba đội. Chặt hay để nguyên? Hay để nguyên xuống. Lấy cái giò xích vô nè anh ba. Rồi ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video này. Các bạn nhớ ấn like và đăng ký kênh ủng hộ cho mình. Rồi, bye bye các bạn.